Hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục hành trình tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thật may mắn là hôm nay thì trời đã bớt lạnh rất là nhiều, bây giờ đã có nắng rồi. Tôi nghĩ là hôm nay hành trình của tôi sẽ dễ dàng hơn một tí. Cho lấy cái xe lên chủ nhé. Xe à? Dạ. Cảm ơn chú nhé. Mệt quá. À, cái đường lúc nãy là bây giờ em đấy cái đường to kia luôn đúng đúng không rồi, anh? đó Sao em rẽ phải cái là tới đúng không? đúng rồi, rẽ phải Rồi. thì là đi luôn Cảm nhé. ơn nhá. Có gì He he, có gì có dịp thì quay nhất trí lại cái chỗ này còn nhiều chỗ đẹp để đi em đến đây đó, em muốn đến đi nốt nhá. Có đi giữa đường có cái gì hay thì anh nghe với Ok anh, đi mình xem video của em. Dạ ok anh, thì có rồi. gì em gửi cho nhá. Đôi khi anh ra tỉnh anh ra Bắc á, có gì đó anh ra gọi cà phê Ui, anh nhất bảo trí cho anh cà phê anh. Cùng lắm đi thì nhá. anh em lại lấy xe chạy nhà Liên Hợp chơi. Rồi hay đấy, Dạ, nhưng mà đi xe ok. máy nhá. Có xe máy chắc chắn rồi, nhà có xe máy, không có xe to đâu, xe nhỏ có. Rồi, Rồi, em đi bye nhá. Bye bye anh. Cảm ơn anh. bye. Đi cẩn thận nhá. Dạ.
có bò húc một chút. Không là bò húc. 36 cây, 35 cây. Cho ngang có tài không nhỉ? Đều đi em, chứ bây giờ nó đi hầm. Nhưng mà xe đạp đâu được đi hầm đâu đúng không? Đi hầm được chứ. Nhưng mà cái đèo này có dài không? Đèo nó 4 cây. Đó, đường cánh này này. 4 cây thì đơn giản. Dạ, chào bác. Sao lại đi qua chỗ này ô nhiễm ạ? Formosa Hà Tĩnh ạ. Từ Sài Gòn ra. Không, thấy anh đám này cũng tội, trời lạnh này. Không có chuyện gì đâu, anh đừng có sợ. Hả? Ý là đi đám như vậy thì nó chuyện nó xí nó vui chứ không có chuyện gì đâu, đừng có sợ. À không, mình sợ gì? Sợ thì đã nghỉ ở kia rồi, vui mà. Sợ thì đã đi không đi phượt như thế này đúng không? Ở đây ấy, buổi tối họ cứ đóng hết cửa lại như này là vì sao? Gió lạnh là một. Thứ hai nữa là 9 giờ là người ta đi ngủ hết rồi. Tại vì anh đi từ cái đầu ở lúc đấy là chỗ chưa đến Formosa là gì ta? Qua đèo Ngang. Kỳ Phương à? Kỳ Nam. Cái thị trấn đầu tiên ấy. Thị trấn đầu tiên là Kỳ Phương ạ. Đi đến đấy thấy trời mình sầm sầm tối mà đi qua như kiểu thị trấn bỏ hoang ấy. Dạ. Chả có ai đóng cửa, kín mít cũng chả mở bày bán gì cả. Dạ, đúng rồi. Tại vì là như nhà như này người ta cũng đóng cửa hết rồi. Gió lạnh là một, thứ hai đó là người ta sẽ đi ngủ sớm. 9 giờ là người ta đã đi ngủ hết rồi. Có việc gì thì người ta mới mở cửa, không là khoảng 7 giờ là người ta đã đóng cửa. Trời. Bảo sao? Đây, chúc anh lên đường nha. Cảm ơn em. Gặp lại anh nhờ Sài Gòn. Bye bye em nha.
My name. Nice to meet you too. My name is Tu. Yeah, I'm Sam. Sam. Enrique. Enrique. Ah, okay, okay. Yeah. And of course, we are biking from Hanoi to Ho Chi Minh. Yeah. Quãng đường của tôi đến thị trấn Kỳ Anh hôm nay cũng là một trong những hành trình dài nhất trong nguyên cả chuyến đi lần này. Đường đi thì cũng bắt đầu mấy đoạn sát biển thì gió cũng ngược và khá là lớn. Thì chỉ có duy nhất mà khi bắt đầu tôi đặt chân đến đầu huyện Kỳ Anh thì đi ngang qua Formosa. Trời, đạp xe đi qua đấy thì đúng là thở sẽ các bạn nếu các bạn đạp xe qua đấy các bạn sẽ thấy thở sẽ hơi khó khăn. Đi qua thì dân hai bên thị trấn đóng cửa đi ngủ sớm, cho tôi tưởng không biết đi qua thị trấn hoang hay nữa không. Thì sau đấy đi qua đoạn đấy thì bắt đầu đến dần dần thì đường xá cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Sau đấy thì khi về khách sạn thì cũng rất tình cờ là tôi lại ở chung khách sạn với một đoàn đạp xe xuyên Việt người Mỹ, nhưng mà họ lại đang đạp từ Hà Nội vào Sài Gòn. Và sau đấy khi nói chuyện một hồi thì mấy người trêu nhau là ôi mày đừng đạp về Hà Nội nữa, mày quay lại đạp cùng bọn tao ở Sài Gòn đi. Xong tôi nói là tao cũng rất muốn đạp cùng chúng mày, nhưng mà bây giờ tao cần về gặp gia đình tao để đón năm mới. Và sau đấy tiếp tục rất là nhây và lại tiếp tục trêu là tao cũng thể là gia đình của mày mà. rất tiếc, nhưng mà dù rất muốn đạp cùng mọi người tiếp nhưng mà tôi đã phải về Hà Nội để ăn Tết cùng gia đình. Lúc đến đây thì thấy ngay kế gần đây có cái siêu thị Vinmart nên là tôi cũng vừa mới chạy ra khoáng ít đồ về ngồi ăn lặt vặt để edit tiếp. Và bây giờ tôi sẽ tranh thủ edit video và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.